sấm trắng năng lượng. Tàu vũ trụ đã được nâng cấp, hãy nạp đầy năng lượng và sẵn sàng phóng thôi. Tên lửa được tạo thành từ nhiều động cơ đẩy, sẽ tự động rơi ra khi động cơ đẩy cạn kiệt. Bạn đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, phóng! Ấn nút và tăng tốc tên lửa. Tuyệt vời, hãy cùng đi vào vũ trụ nào. Chúng ta có thể lơ lửng trong trạm không gian vì ở đây không có trọng lực. Hả? Có tín hiệu liên lạc từ một nguồn không xác định. Cùng kiểm tra nào. Tàu vũ trụ của mình và phải cùng thiên thạch và giờ không thể bay tiếp được nữa. Giúp mình với. Có người gặp nguy hiểm, hãy đi giải cứu nào. Thiên thạch đang tới, tránh xa chúng ra. Thiên thạch đang tới, tránh xa chúng ra. Bạn ở gần đó rồi, cố lên. Ôi không, nguy hiểm quá, nắp bảo vệ bị thiên thạch va phải rồi. Tuyệt vời, đã tìm thấy con tàu bị hỏng rồi. Nguy hiểm quá, cảm ơn bạn đã cứu mình, phi hành gia Kiki. Đó là nhiệm vụ của tôi. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ rồi. Quá, hãy xem các phi hành gia ăn gì nào. Chọn món ăn không gian mà bạn muốn nấu. Gà tây cuộn. Wow, trông thật hấp dẫn. Chúng ta bắt đầu nấu thôi. Bánh tortilla là thực phẩm ăn liền. Mở gói trực tiếp. Sau đó, mở nắp nước sốt cà chua. Dùng thìa tán đều nước sốt cà chua. Đặt rau lên bánh tortilla. Thịt gà tây là thực phẩm ổn định nhiệt, hâm nóng trong lò vi sóng trước khi ăn nhé. Sau đó, cho thịt gà tây đã hâm nóng lên trên cùng. Cuốn lại và món gà tây cuộn đã xong, nếm thử nào.
Ngon quá. Trong vũ trụ bạn cũng có thể thưởng thức những món ăn giống như trên trái đất. Trạm không gian đã hết vật dụng. Cơ quan vũ trụ đã phóng tên lửa chờ thêm vật dụng. Hãy cùng kiểm tra nhé. Tìm ra tên lửa chờ vật dụng lên vũ trụ thông qua thiết bị dò tìm. Không đúng, đây không phải tên lửa chờ. Không đúng, đây không phải tên lửa. Không đúng, đây không phải tên lửa chờ vật dụng. Không đúng. Tuyệt vời, bạn đã tìm thấy tên lửa chờ vật dụng rồi. Dùng kẹt để mang tên lửa chờ vật dụng về trạm không gian nhé. Nhắm vào tên lửa trước khi nhả kẹt. Các vật dụng đang trôi lơ lửng. Hãy sắp xếp chúng nào. Nhiều vật dụng hơn phải sắp xếp, cố lên. Tuyệt quá, tất cả các vật dụng đã được sắp xếp xong. Cuối cùng, buộc chặt các vật dụng đang trôi. Tuyệt vời, tất cả các vật dụng đều đã có sẵn và trạm không gian có thể hoạt động bình thường rồi. Chúng ta đã cạn kiệt năng lượng, hãy quay trở lại trái đất để báo cáo nhiệm vụ. Phi hành gia Kiki, chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ không gian. Đây là phần thưởng dành cho bạn. Chúc mừng bạn đã giành được huy hiệu chiến binh giải cứu thiên thạch.